Đã quay trở lại với kênh hướng dẫn sử dụng thiết bị y tế, và hôm nay chúng tôi giới thiệu với các bạn một dòng máy đang ngày càng phổ biến ở trên thị trường của Việt Nam và được rất nhiều người sử dụng ở các bệnh viện cũng như ở tư nhân. Ngày hôm nay chúng tôi giới thiệu với các bạn dòng máy với model là UAM8100 của hãng Masta. Máy nét trị liệu này được dùng trong quá trình điều trị các bệnh lý, hoặc là chúng ta có thể sử dụng để massage tại gia đình. Và tôi xin giới thiệu về cấu hình của máy như sau. Về cấu hình cơ bản tiêu chuẩn gồm có một máy chính, hai bao chân, một hệ thống dẫn khí từ máy ra bao chân gắn liền với bao chân, một điều khiển từ xa, hai tấm lót massage bàn chân và một bộ tài liệu hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Việt. Và để hướng dẫn quý vị có thể sử dụng một cách thuận tiện nhất thì ngay sau đây chúng tôi sẽ làm một thực nghiệm cụ thể. Và hiện nay chúng tôi đang thực nghiệm trên một bệnh nhân. Và chúng ta thấy rằng là sau khi chúng ta đã đeo cái ống này vào bên ống chân rồi, và chúng ta bỏ thêm cái phần lót massage vào bàn chân, thì chúng ta có thể ấn nút on để chúng ta khởi động lại máy. Chúng ta ấn nút ở giữa. Và khi chương trình bắt đầu chạy thì mặc định sẽ là ở chương trình A. Chương trình A là chương trình chạy tuần hoàn thứ tư, bao gồm máy sẽ bơm hệ thống nén khí lên khoang thứ nhất là ở bàn chân. Sau đó thì sẽ xả khí và bơm đến khoang thứ hai ở ống chân, xả khí bơm đến khoang thứ ba ở cửu chân, xả khí và bơm đến khoang thứ tư là ở trên bắp đùi của chúng ta. Ấn vào nút 1 thì chương trình sẽ chuyển sang cái kênh B. Kênh B này thì chúng ta có thể nhìn thấy hiển thị ở trên màn hình ở đây, tức là hệ thống nén khí sẽ bơm khí lên khoang 1, sau đó giữ và khoang thứ 2, thứ 3, thứ 4. Khi nào mà khí bơm đủ lên cả 4 khoang thì hệ thống sẽ tự động xả khí và chương trình lại chạy tiếp tục lại từ dưới lên trên. Chúng ta có thể chuyển sang kênh thứ 3 là kênh C bằng việc chúng ta nhấn vào phím 1 một lần nữa, và chương trình sẽ chuyển sang kênh C. Và chúng ta nhìn thấy kênh C là kênh mà hệ thống áp lực hơi sẽ đồng loạt bơm khí lên tất cả 4 khoang chân chúng ta. Sau đó thì sẽ đồng loạt xả khí và lại đồng loạt bơm khí trên cả 4 khoang. Ở trên bàn phím của chúng ta hoặc là ở trên thiết bị của chúng ta có thêm một nút là nút auto. Và nút auto này có nghĩa là gì? Tức là chúng ta lựa chọn một hệ thống chạy hỗn hợp. Ở đây chúng tôi sẽ ấn nút auto, và chúng ta thấy rằng là vòng tròn hiển thị cái chương trình hỗn hợp đã hiện lên và nút auto đã bật sáng. Thì này, bao gồm kênh A bơm lần lượt theo các khoang từ khoang 1 đến khoang 4, và sau đó thì bơm hai khoang 1, sau đó thì bơm đồng loạt là cả 4 khoang, thì chương trình cứ chạy tuần hoàn như thế. Vậy thì có một thắc mắc nữa đó, thiết bị này ngay lập tức tại cái khoang mình mong muốn. Ví dụ như chúng ta đang muốn bơm áp lực hơi ngay lập tức ở khoang thứ nhất hoặc ngay lập tức ở khoang thứ tư thì chúng ta làm thế nào? Thì ở đây chúng ta có một phím là phím Point, là phím thứ ba ở trên máy, hoặc là phím trên cùng ở trên điều khiển đây. Chúng ta ấn phím Point thì chúng ta ngay lập tức chọn phím khoang 1, hay chúng ta có thể chọn khoang 2, khoang 3, khoang 4, hoặc chúng ta cũng có thể chọn hai khoang phía dưới bàn chân và lót chân, hoặc cũng có thể chọn hai khoang là cửu chân và đùi, hoặc chúng ta cũng có thể chọn ngay lập tức cả 4 khoang. Đây là một cái hệ thống điều khiển nhanh. Đồng thời thì có một cái phím thứ 5 là phím cuối cùng chúng ta cần chú ý ở trên màn hình, đó chính là phím Pressure. Đây là phím ở phía gần chúng ta nhất đây. Thì phím này có tác dụng là gì? Đó chính là điều chỉnh cái áp lực khí ở trên các khoang. Và áp lực khí này thì máy đã mặc định gồm có 4 mức. Chúng tôi đang để ở mức 2 là mức phù hợp với một người khỏe mạnh bình thường đang dùng để massage. Và đối với những người bị giãn tĩnh mạch hoặc là với những bệnh lý mà có thể áp lực khí khi
tác động mạnh và có thể gây đau thì chúng ta để chế độ mức 1. Hoặc tùy vào mức độ điều trị, chúng ta có thể điều chỉnh ở các mức độ khác nhau. Vừa rồi đó là những hướng dẫn cơ bản nhất của một cái vận hành của cái máy UAM 8100 của hãng Mustar. Và mọi thông tin thì chúng ta có thể liên hệ lại với công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và dịch vụ Hải Minh để biết thêm thông tin.